bình thường hàng ngày chúng ta cần năng lượng khoảng 1.500 cho đến 2.000 kilocalorie, thì vào những cái ngày mà chúng ta tham gia cuộc thi thì cái năng lượng lúc đó sẽ lên cao, có thể là 3.000, 4.000, có thể hơn nữa, tùy theo cái tốc độ cũng như là cái mức độ đường dốc hoặc là độ cao thì nó có sự khác nhau. Như vậy để đảm bảo cái năng lượng thì chúng ta cần phải ăn đủ các loại tinh bột, và đặc biệt là chúng ta phải ăn đủ chất đạm. Nếu mà chúng ta ăn thiếu chất đạm thì cái cơ bắp chúng ta nó không đủ săn chắc, cái độ bền chúng ta rất là kém. Và chúng ta cũng lưu ý là nên uống thêm ít nhất mỗi ngày 2 ly sữa, và đặc biệt là sữa năng lượng cao, sữa giàu đạm, để bổ sung vừa năng lượng vừa đạm, để chúng ta có một cái cơ thể vừa khỏe, dẻo dai và bền chắc. Như vậy thì trung bình mỗi một cái bữa ăn đối với một cái người trung bình có cân nặng từ khoảng 50 đến 60 kg, sinh hoạt bình thường, mức độ lao động vừa phải, thì chúng ta cần khoảng 2.000 kilocalorie. Cụ thể là mỗi một bữa ăn thì ví dụ như bữa ăn chính thì chúng ta ăn khoảng tầm 2 bát cơm, khoảng 100 gram thịt, một đĩa rau, một tô canh, và mỗi tuần chúng ta ăn 3 quả trứng gà luộc, rất là tốt để cái tăng cường cái chất đạm. Rồi chúng ta mỗi buổi tối thì chúng ta uống thêm một ly sữa, và sau bữa ăn sáng thì chúng ta có thể ăn một bữa cơm tấm chẳng hạn, tại vì cơm tấm thì nó năng lượng cao, nó vừa có đạm, rồi chúng ta ăn thêm trái cây, thì mỗi ngày chúng ta ăn 3 suất trái cây, tối thiểu là 200 đến 300 gram. Chúng ta ăn nhiều loại, thay đổi, và rau củ thì mỗi ngày có đầy đủ ít nhất là 300 gram rau, thì như vậy mỗi bữa khoảng một đĩa rau luộc hoặc là rau xào hoặc là một tô canh, thì nói chung là tương đối về đủ chất xơ. Còn chất đạm thì chúng ta mỗi bữa ăn tầm khoảng 100 gram từ thịt hoặc là từ cá, kết hợp với lại chất đạm trong sữa, mỗi ngày 2 ly sữa, và cách một ngày hoặc có thể là trong thời gian ngắn chúng ta có thể mỗi ngày ăn một quả trứng gà, hoặc là chúng ta sẽ làm cái sữa trứng gà mật ong chẳng hạn, cam mật ong cũng rất là tốt, rất là tốt cho sức khỏe. Trước buổi tập chúng ta phải ăn nhẹ, có thể là vài cái bánh, một cái thỏi sô-cô-la hoặc là một cái lương khô, và chúng ta ăn một quả trứng chẳng hạn của Thái Lan, ăn nhẹ thôi. Và trong quá trình tập thì trong quá trình chạy thì chúng ta nên có đem theo nước. Nước thì chúng ta có thể sử dụng là các nước khoáng có natri, kali, tại vì khi chúng ta chạy thì nó sẽ mất nhiều cái mồ hôi, thì trong đó nó sẽ mất muối và mất kali, thì chúng ta sẽ dùng các cái nước khoáng có bổ sung natri kali trong vòng 30 phút thì chúng ta uống vài ngụm. Và nếu cái chương trình cái đường đua nó dài cả ngày thì chúng ta nên chuẩn bị bữa ăn đem theo cho đủ, nhất là hai suất cho cái bữa ăn chính. Còn nếu mà cái đường đua ngắn thì chúng ta có thể chuẩn bị thêm, và nước để chuẩn bị đem theo là tối thiểu cũng khoảng cỡ 1 lít rưỡi đến 2 lít.